có gánh hàng rong, những chiếc xe hàng đầy ắp quả thị vừa thơm vừa đẹp mắt rong ruổi trên các phố phường của Hà Nội cũng thu hút rất đông người mua, nhiều thì vài cân, ít thì một quả. Gần đến mùa thu này ra mùa thì nó mới có thị là nhiều. Mỗi lần đăng bài lên Facebook hay là Zalo thì các chị toàn ôi dồi ôi chị ơi làm em lại nhớ về Hà Nội quá ấy. Em nhớ là quả thị ngày bé em không chỉ để giúp bà là thắp hương trên ban thờ gia tiên này, không chỉ để ngửi đâu, mà ngày xưa em có nhớ không, ngày mình còn ăn được nó. Đúng rồi. Mình không được ăn thì anh không thể là tấm được. Ngày bé con gái bọn em ấy thì có một cái hoạt động mà ai cũng thích, đó chính là đan cái giỏ thị ấy. Anh có biết không, tức là đan những cái sợi chỉ này hoặc là đan những cái sợi vải thành những cái giỏ nhìn rất là xinh và để quả thị ở trong đấy. Bên cạnh hoa sữa hay là thị thì cũng có một thức quà khác khá là nổi tiếng và đặc trưng của mùa thu, đó chính là cốm. Cái này là thích ăn nha. Bà sao Hà mang lên từ đầu chương trình. Trong cốm có chứa rất nhiều chất xơ, protein thực vật, tinh bột, lipid, glucid, canxi. Trong đó protein thực vật và chất xơ giúp làm giảm mỡ máu, ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ. Chất béo và lipid giúp cho da căng mịn, tránh mất nước. Còn canxi trong cốm tốt cho hệ cơ xương khớp. Mà tôi thấy là người ta hay ăn cốm là chấm với chuối. Đúng cái rồi. Này thì là chuẩn luôn. Không sai được, mà tôi ăn rồi tôi thấy ngon. Thật ra thì em cũng có nghe một cách ăn khác rất là lạ luôn và em cũng chưa thử bao giờ. Hôm nay chúng ta có thể thử xem, đó chính là hồng chấm cốm. Thang. Thế là được ăn hả anh? Ăn chứ. Ăn thử. Xin mời. Ăn cốm với quả hồng chín vào mùa thu cũng đích thực là một thú ăn chơi rất cuốn. Có nhiều loại hồng, nhưng hồng ăn với cốm nhất định phải là hồng chín mềm, mọng như là hồng trứng hay là hồng da tre. Khi ăn, bạn nên để cốm non phủ kín cả miếng hồng rồi hãng bỏ vào miệng, cảm nhận vị hồng tan ra qua lớp cốm phủ, rồi mới bắt đầu nhấm nháp đến cốm. Với cách ăn này, hồng như nhuyễn ra cùng cốm, cảm giác ăn bao nhiêu một lúc cũng không đủ no. Những thức quà mùa thu quá là hấp dẫn. Ăn xong mình cảm thấy cái hương cốm với cả hương hồng nó vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhưng thôi không còn để anh ăn nữa đâu. Vẫn phảng phất. Nó vẫn dính vào tay mình ấy. Nhắc đến các món ăn ở mùa thu thì cũng có một thức quà mà em nghĩ là bất cứ ai vào mùa này thì cũng nên thử. Nhưng mà chúng tôi lại không tiện mang lên trên trường quay vì nó hơi hiếm và cũng cần phải chế biến. Và quan trọng hơn là nó đắt. Đắt. Nó đắt. Và đó chính là chả rươi. Nghe tin nhà nào thu hoạch, lái buôn có mặt sẵn ở các gia đình để đón mua rươi. Rươi vớt lên bờ bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu, nhiều khi không đủ để bán cho thương lái. Rươi đầu mùa ra bán 500.000 đồng mỗi cân. Rất là sốt, mà bà con có bao nhiêu là chị gom hết. Giá cả năm nay là rất là cao, gần như gấp đôi năm ngoái. Bên lại thị trường rươi An Thanh Tứ Kỳ nó có hương hiệu. Vụ rươi năm ngoái, người dân toàn huyện thu được gần 100 tỷ đồng từ nông sản này. Phải thú thực là khó có thể trong một chương trình này mà kể hết được những nét độc đáo, đặc biệt, hấp dẫn của mùa thu Hà Nội. Đó là sự thật. Và thưa quý vị, nếu như mà có một cái chương trình nào đó ấy, mà để có thể mà tập hợp được hết tất cả những nét độc đáo của mùa thu Hà Nội này, từ ẩm thực, từ văn hóa, từ nghệ thuật, vân vân, thì chắc chắn nó đủ chất liệu để làm thành một ngày hội lớn. Và sự thật là trong những ngày cuối tuần vừa qua, tại Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội đã có một ngày hội như thế lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức, đó là Festival Thu Hà Nội. Mà trong đó phải kể đến một lễ diễu hành Carnival. Có rất nhiều những hình ảnh, những màu sắc rực rỡ liên quan đến Thu Hà Nội được kể trong cuộc diễu hành đó. Diễu hành Carnival Thu Hà Nội hoạt động tập hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn, văn hóa dân gian, doanh nghiệp du lịch để quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch, các di sản của địa phương. Bên cạnh đó còn có các không gian của mùa thu như là không gian hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, rồi vườn ánh sáng. Tất cả được sắp đặt, dàn dựng thành những không gian trưng bày, các gian hàng, các tiểu cảnh, giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn tại Hà Nội vào mùa thu như là Cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, làng cổ Đường Lâm, vân vân. Mùa thu thì cũng chỉ còn kéo dài khoảng vài tuần nữa thôi, nên là nếu như quý vị nào mà chưa có dịp để ghé thăm Hà Nội thưởng thức mùa thu thì hãy bố trí ngay một chuyến đi ghé qua Hà Nội nhanh trong lên những chứ. Ngày thật đẹp như thế này. Đúng rồi, nếu không thì mùa đông sẽ đến mất. Nhưng mà mùa đông cũng hay lắm nhá. Cũng nên hẹn quý vị khán giả một chương trình khác nói về mùa đông Hà Nội nhá.
với trải nghiệm chút thôi, bắn vài lần tại câu lạc bộ bắn cung của đài truyền Việt Nam VTV mà mình thấy cái tay nó mỏi ghê. Mỏi ghê rồi. Đúng rồi, cả vai, cả hông, cả chân, đặc biệt là trí óc cực kỳ tập trung. Thế mới thấy là những vận động viên mà tập luyện các môn bắn cung hay là bắn súng thì cần phải có sự bình tĩnh và tập trung. Đặc biệt ở các đấu trường lớn thì người ta còn phải trải qua sự khổ luyện rất là dài nữa. Đúng rồi, có khổ luyện thì niềm vui và vinh quang khi mà chiến thắng mới càng lớn lao và vẻ vang. Và cái cảm giác này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á, ASEAN đang diễn ra tại Trung Quốc, khi mà Việt Nam lần đầu tiên giành được tấm huy chương vàng lịch sử trong bộ môn bắn súng tại đấu trường ASEAN. Đối với người thường thì cái đạn nổ đấy nghe rất là đau tai, rất là kinh. Đối với em thì lại rất bình thường vì em nghe từ bé. Trong mấy năm nay, Quang Huy thường xuyên xa nhà và ngay cả những ngày Tết, anh cũng chỉ giữ bữa cơm tất niên cùng gia đình qua mạng Internet. Thời tiết có nhiệt độ nào? 8 độ ạ. Thế là có 10 độ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị trang phục ấm cho mình nhá. Trước ngày lên đường tham dự ASEAN 19, Phạm Quang Huy đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Hàn Quốc để có thêm những kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Mọi sự cố gắng bỏ ra, theo đuổi thành công đã được đền đáp xứng đáng khi Phạm Quang Huy mở hàng tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Phạm Quang Huy với chiếc huy chương vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam trong một kỳ ASEAN, phải nói rằng một dấu mốc mới, một kỷ lục mới của bộ môn bắn súng tại Việt Nam. Đúng rồi, và luôn có những lần đầu tiên cho những kỷ lục, và đó là cái cảm giác hạnh phúc vỡ òa của những kỷ lục gia. Và người ta cũng từng nói là những kỷ lục sinh ra là để chờ được phá vỡ. Đúng vậy. Ở trong các môi trường mà càng có nhiều sự cạnh tranh thì các kỷ lục lại càng dễ được sinh ra. Như là tại game show của VTV cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem là các kỷ lục tại game show của VTV được tạo ra như thế nào nhé. Thành đường lên đỉnh Olympia, cuộc thi sẽ bước vào chung kết cuối tuần này. Mặc dù là chưa biết kết quả ra sao, nhưng mà tính đến thời điểm này thì số điểm 345 do thí sinh Lê Xuân Mạnh, nam sinh đến từ Thanh Hóa thiết lập, vẫn đang là số điểm kỷ lục của đường lên đỉnh Olympia năm nay. Bạn Lê Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa giành được số điểm 345. Bên cạnh đó, một sự thật thú vị là đến thời điểm này thì đường lên đỉnh Olympia cũng đang là game show có tuổi thọ lâu năm nhất của VTV, khi mà năm nay đánh dấu năm thứ 24 chương trình này lên sóng.